Đạt ơi, bố bảo này, mày 28 tuổi đầu rồi, đến một móng bạn gái cũng không có, mày trổ bóng hả con? Hay là mày có bệnh gì giấu bố mẹ? Chị gái mày bầu đến đứa thứ ba rồi mà mày vẫn độc thân. Một năm mày đi ăn cưới bạn học 3-4 lần, không thể nhục hả? Giờ mày tự kiếm hay là để bố mẹ kiếm giúp mày? Nghe quen thuộc quá đúng không quý vị? Tới từng tuổi này mà không có người yêu thì mấy vị phụ huynh ở nhà bắt đầu đứng ngồi không yên rồi đó. Chả là mình cũng 28 nồi bánh chưng rồi đó mà chưa có bạn gái. Hồi đi học thì bố mẹ cấm yêu đương vì sợ ảnh hưởng tới tương lai. Xong cây ra trường thì cấm mặt đi làm. Mà khổ nổi, môi trường làm việc của mình toàn nam, chưa trổ bóng là may rồi chứ ở đâu ra mà có người yêu. Mấy năm đầu đi làm mình toàn tập trung vào công việc, giờ công việc ổn định thì ế sắp bật lờ. Mình là dân IT nên là cũng hơi khô khan chút xíu. Thêm cái là nhìn mấy ông anh ở công ty có người yêu mà sợ, yêu đương cái gì mà cứ như bị trời đày. Nửa đêm là phải chạy mấy cây số đi mua trà sữa. Bà người yêu thì động tí là giận, ổng phải thức dỗ dành xuyên đêm, hai mắt thâm như gấu trúc. Quá bất lực rồi, nên là mình buông xuôi, đợi duyên tự tới. Bố mẹ cằn nhằn thì cằn nhằn, mình cứ ăn ngon ngủ khỏe, tận hưởng cuộc sống độc thân. Dạo này thấy cũng êm êm, bố mẹ mình không có thấy hối nữa nên mình tưởng đâu là thoát kiếp nạn rồi. Ai có dè hai ông bà làm một cú twist chấn động. Chuyện là hai ông bà gần đây cứ hay úp ảnh của mình trên mạng, còn tạo hẳn cái account riêng chỉ để úp ảnh của mình. Lúc nào rảnh cũng kêu Đạt ơi, mày lại đây, chụp hình với mẹ, tí mẹ đăng lên cho đẹp. Ban đầu mình cũng tưởng úp ảnh gia đình thôi, cho tới khi mình thấy bố mình úp ảnh mình kèm với cáp tuyển người yêu, đang ở công ty mà hỗn loạn ghê luôn mấy má. Mình mới nhắn hỏi bố thì bố bảo, kêu gì? Bố lấy ảnh mày đi tán gái mà. Rồi bố làm sao thế? Mình dọa là sẽ mách mẹ thì bị bố phán cho một câu đứng hình luôn. Mẹ cũng lấy mày đi tán gái, khi nào xong chuyện rồi mày chỉ cần đi gặp mặt người ta thôi. Khổ, việc gì cũng đến tay tao với mẹ mày. Ủa bố ơi, mẹ ơi, gia đình mình ơi, mọi người tuyệt vọng về con dữ vậy đó hả? Mô Phật. Tối đó về mình được bố mẹ giới thiệu cho một list các bạn nữ xinh ngoan yêu. Mẹ mình còn bảo là không thích gu nhỏ tuổi bên bố thì sang bên mẹ. Mẹ tán cho mày mấy chị gái trưởng thành, tuổi từ 25 tới 30. Trời ơi, kiếm người yêu mà mình tưởng đâu đi siêu thị không á. Mà kiếp nạn chưa dừng lại ở đó đâu. Bố mẹ nhắm trúng một bạn ưng ý nhất trong số đó rồi, bắt mình đi first date. Chuyện sẽ im xuôi nếu như hôm đó mình không bị bắt gian, mà đội quần lắm luôn. Mình bị bóc phốt là thằng trap boy, lừa gạt tình cảm người khác. Chả là hai vị phụ huynh nhà mình tán tỉnh thế nào mà tán nhầm luôn hai cô là chị em. Mình đang hẹn hò với cô chị thì gặp luôn cô em. Mình có biết gì đâu. Đang chào hỏi tự nhiên cổ chửi xa xả vô mặt mình. Tụi tôi, sao anh tán tỉnh em mà giờ con đi hẹn hò với chị gái em nữa? Bá ơi, cổ đưa ra bằng chứng là mấy đoạn tin nhắn á. Thế giờ chả lẽ bảo là do bố anh nhắn đó chứ anh đâu có biết em là ai đâu. Rồi, thế là chịu trận luôn. Sau mình bảo bố mẹ đừng có tán gái giúp mình nữa, thì bố mẹ cũng rút kinh nghiệm bảo là lỗi kỹ thuật tí, còn khẳng định chắc nịch với mình. Yên tâm, cô này là bố mẹ tìm hiểu kỹ rồi, không có chị em gì hết, chỉ có anh trai thôi. Mà ngoan hiền dễ thương lắm. Và ối dồi ôi luôn, lần này thấy béo đào bố mẹ lại tán trúng em gái của sếp mình. Lúc gặp mặt mình tá quả khi biết ẻm là Duyên, em gái sếp. Nhưng mà tình duyên đưa đẩy, mình với Duyên hợp nhau vãi. Em vừa tốt nghiệp là dịu dàng dễ thương, đúng kiểu nàng thơ của mình. Tìm hiểu được 2 tháng thì mình với em yêu nhau thiệt. Mà mình cũng rén lắm, tại vì em là em gái cưng của sếp. Lúc biết chuyện mình với Duyên yêu nhau, sếp cũng dọa nạt mình mấy lần á. Tự nhiên đi làm cái nhân đôi áp lực à. Người hả hê nhất trong câu chuyện này là bố mẹ mình. Sơ hở là rủ Duyên qua nhà ăn cơm, hí hửng gọi Duyên là con dâu. Nào biết ở công ty sơ hở là mình bị sếp lườm nguyết. Bảo mình mà dám làm Duyên buồn là sếp cho mềm xương luôn. Hỡi ơi, ế cũng khổ mà có bồ rồi cũng khổ, rầu quá. Mọi người có hiểu cái cảm giác gặp lại thằng người yêu cũ mới yêu được có 3 ngày trên một cương vị khác nó thú vị thế nào không? Thật sự luôn, đây là cảm giác vô mốt tuyệt vời. Lêu lêu cái đầu người yêu cũ mày đặt ra da chả, mới là được cho em, tao cười vô mặt mày. Chào mọi người, mình là Phương, năm nay cũng đã 30 tuổi rồi chứ không có trẻ trung gì nữa. Chẳng qua là một thời gian mình hơi bị kén chọn nên giờ vẫn chưa có chồng thôi à. Chuyện là đợt đó mình bị bố mẹ giục quá nên có quyết định làm quen với một anh trai tên Duy. Anh trai này hơn mình 2 tuổi mọi người ạ. Cũng có kinh doanh, kinh tế cũng gọi là tạm ổn. Vì cả hai đứa đều hướng đến một mối quan hệ đánh nhanh thắng nhanh nên vừa gặp nhau đã trò chuyện và bày tỏ quan điểm rất là nhiều. Nói chứ mình cũng thấy anh Duy khá là được mọi người ạ. Cách nói chuyện khá là trưởng thành, cũng biết là thả thính tán gái dù có hơi nhạt chút, và rất thẳng thắn chia sẻ rằng anh ấy là một người chân thành và gia trưởng nên đôi lúc có hơi cứng nhắc, mong mình thông cảm. Gớm, mới có một ngày đầu làm quen mình đương nhiên là không thấy có cái gì bất tiện với mình rồi, mời anh ấy thoải mái thể hiện. Quen nhau được một tuần, vừa nhắn tin vừa gặp mặt thì mình mới phát hiện ra nhiều thứ ba chấm của anh Duy lắm. Anh ấy đếm từng giây mình trả lời tin nhắn, cũng xem mình đi muộn sớm như thế nào, để đúc kết mình nên làm thế này, nên làm thế kia. Các bạn nghe đã thấy lấn cấn chưa? Dù thế thì nhiều cái ông ấy vẫn rất tinh tế và dịu dàng, nên mình cũng tạm bỏ qua. Sau khi đi ăn đi chơi được 1 tháng thì chúng mình chính thức nên đôi. Quan điểm của mình là vừa yêu vừa tìm hiểu, nên cứ làm bồ đi, không nên thì chia tay, chứ đã lấy nhau đâu mà lo sút vó làm chi. Đấy, vậy là mình tính không bằng trời tính. Cái ông Duy này tính cách không ngửi được mọi người. Lúc tỏ tình thì ông hứa với mình đủ thứ, làm cho mình hạnh phúc, vui vẻ nọ kia nọ. Thế mà đi hẹn hò với nhau ngày thứ 3 thì ông ấy cứ dí xác vào mình rồi kiểu: em ơi, anh bảo này, chúng mình gần gũi nhau thế này, chẳng mấy mà lấy nhau, em cứ thoải mái với anh hết mức. Ý anh là sao nhỉ? Mình thoải mái rồi mà. Đến lúc đi đường về tự nhiên ông ấy gợi ý những cái thứ sâu xa hơn, khi lấy nhau phải sao, mình là vợ mình phải làm sao để chồng yêu thương, chồng muốn về nhà, chồng muốn đưa tiền cho. Mình cười thì anh ấy nói: anh nói thật, em phải lắng nghe, sau này lấy nhau còn biết cách cư xử, anh chỉ đang giúp chúng mình hiểu nhau hơn thôi. Tưởng ông ấy đưa mình về nhà mình, ai về cũng là đưa về nhà, nhưng mà về nhà anh ấy rồi anh ấy thản nhiên, kiểu gì cũng chẳng đến giai đoạn này, đốt cháy một chút để xem ta có hợp nhau không rồi kết hôn em ạ. Em vào nhà đi, anh đi mua chút đồ rồi chúng mình vào việc luôn. Nghe hợp lý quá, lý lẽ của thị màu ấy, mình từ chối thì ông ấy vẫn nắm tay, nói là mình nên nghe ông ấy đi. Không thiệt đâu, mình mới bực quá đưa tay lên vuốt mặt anh Duy một cái. Mọi người tưởng là anh ấy để yên như vậy hả? No, anh Duy nhanh tay vuốt má mình một cái. Với cái lực mạnh hơn của mình, mặt nghiêm nghị: em làm như vậy là hỗn đó nghe chưa? Sợ ơi là sợ, mình liếc anh Duy một hồi rồi bỏ ra về luôn. Méo hiểu sao mình ngu đi nhận lời yêu vậy không biết. Vừa yêu vừa tìm hiểu cái con khỉ khô, bực cả mình. Về nhà mình còn chưa nói gì thì anh ta nhắn tin: anh nói cho em biết, tính anh xưa nay vậy rồi, anh không thay đổi đâu. Em yêu được thì yêu, không yêu thì để người khác. Anh nói cho em biết chứ anh thấy em cũng 30 rồi, anh giúp em, anh tiến độ một chút, mà em không chịu nghe lời anh. Anh nhận định em là nhỏ tuổi hơn mà rất là láo nhá. Mẹ, với người như anh mà tôi không láo, để anh leo lên đầu tôi ngồi hả? Cút mẹ đi, bực cả mình. Thế là đường ai đấy đi sau 3 ngày làm bồ. Mối tình phải gọi là tình cứt nhất của mình đó mọi người. Mà đời nó thường khốn nạn, cứ những thứ hãm thì mình sẽ gặp đi gặp lại. Và mình được gặp lại anh Duy ra trưởng trong một ngày họp họ đầy thú vị. Duy ra mắt là thành viên mới, là cháu rể trong họ mình. Người mà anh ta lấy chính là đứa cháu láo nhất họ mình mọi người. Con bé Tinh Vân vừa học cấp 3 xong, cũng là hẹn hò kiểu đánh nhanh thắng gọn. Rồi cái Vân chưa ểnh ra đấy. Ông Duy tính chạy trốn nhưng qua làm sao được ải cái Vân. Nó đành đá lắm, ăn uống ngủ nghỉ tự do ở quê nhà anh Duy cả tháng trời, khiến nhà anh ta sợ xanh mắt phải cưới chứ sao. Dù bị đòi xính lễ vài chục gần trăm cũng không dám cãi, vì cái Vân nó lắm trò lắm, nhà anh ta không đấu lại được đâu. Hôm đó anh ta đứng trước mặt mình cúi chào mà mình không ngậm được miệng. Nhìn hai đứa rồi buông lời: hai đứa sống với nhau hòa thuận nha, bà là bà mừng cho hai đứa đấy, sao lại tìm được nhau vậy không biết, đúng là duyên tiền định. Duy nhìn mình tức lắm nhưng làm gì được, biết trên biết dưới, mình ít tuổi hơn nhưng mà vai vế cao hơn, thử ho he coi. Anh ta trọng vai vế lắm mà, cho chừa. À không, chúc mừng vì Duy đã có vợ nha, vợ trẻ, vợ đẹp, chỉ là hơi láo tí thôi. Tưởng gia trưởng thế nào là phải nghe lời con bé 19 tuổi răm rắp, cười điên lên được. Tôi ngưỡng mộ chị gái của mình lắm ấy, xinh đẹp, học cũng giỏi, và hơn hết là chị có anh người yêu siêu chất lượng. Anh ấy tên là Hùng, hơn chị ấy 4 tuổi, chị được người yêu nuôi đi học ngót nghét 7 năm đó chứ ít gì. Trong đó có 4 năm đại học cộng với 2 năm thạc sĩ liền. Bố mẹ tưởng chị gái được học bổng nên không phải đóng tiền đại học, dặn tôi lấy chị làm gương mà học tập. Nhưng mà chỉ có tôi mới biết, số tiền đại học đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh Hùng làm việc ngày đêm mà đóng cho chị. Trong lòng tôi từ lâu đã coi anh là người anh rể mà tôi tôn trọng. Thế nhưng chị gái tôi lại không biết điều. Ngay những giây phút ăn ở với nhau, chị đã cắm cho anh Hùng cả chục cái sừng. Tôi nhớ y nguyên cái ngày lên thăm hai anh chị. Tôi thấy được sự vất vả của anh ấy, đi sớm về khuya, không có thời gian quản mọi thứ. Đã vậy còn phải nấu cơm giặt giũ ủi đồ cho chị tôi. Khi tôi hỏi chị bao giờ định cưới anh, thì chị nói: cưới xin cái gì, mày ngu lắm, việc gì phải cưới nó, cứ để nó hầu hạ tao, rồi kiếm tiền cho tao như này là đủ rồi. Còn cưới xin thì tao phải cưới người nào mà xứng đôi với tao, chứ không phải cái loại làm công ăn lương như nó. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, không nghĩ là người chị của mình có thể nói ra được những lời mất dạy như này. Chị vẫn cứ thao thao bất tuyệt về tương lai của chị là phải làm bà lớn này, lấy ông to kia. Tôi mới nói anh Hùng là người tốt, nhắc nhở về công lao của anh, thì chị lại gắt lên nói với tôi: ai bảo nó ngu, nó dại gái làm gì, mà mày thương nó hay gì mà đi bên nó chứ đéo phải bên tao. Thế nhưng cho dù thế nào thằng đấy chỉ yêu tao thôi, mày không có cửa đâu. Tôi nghe vừa giận vừa ngượng. Người tốt như anh ấy không ngờ lại vớ phải người mất nết như chị ấy. Tội nghiệp anh ấy thiệt chứ. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chuyện chị ngoại tình đến tay của tôi, bố mẹ tôi, rồi đến anh Hùng. Bố mẹ thì không mảy may gì về những gì mà anh đã từng làm với chị, còn ủng hộ chị chia tay. Đến với lão đại gia kia, tôi cũng nói chuyện với anh, nói anh nếu mệt mỏi quá thì buông bỏ đi. Chị ấy không xứng đáng để anh phải bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng anh có vẻ yêu chị lắm. Anh nói biết chuyện chị ngoại tình lâu rồi. Anh bảo chị còn nhỏ, còn muốn bay nhảy. Từ từ chị sẽ hiểu ai mới là người bên cạnh mình lúc khó khăn. Không hiểu chị gái tôi có cái gì mà làm anh si mê như vậy. Tôi mà có một người đàn ông như này thì đêm nằm mơ cũng cưới. Chứ đừng có nói là cắm sừng anh ấy. Nhưng mà cuối cùng chị gái tôi vẫn chọn bỏ rơi anh Hùng. Vào cái ngày mà ba tôi chả may đụng xe phải đi cấp cứu, chị vẫn đi khách sạn với lão già đại gia của chị. May có anh Hùng đến viện giúp đỡ làm thủ tục cũng như sắp xếp mọi thứ. Lúc này tôi mới kể hết cho bố mẹ nghe chuyện xấu của chị gái, nỗi khổ của anh Hùng. Anh là người nặng tình nên anh vẫn cam chịu mà giúp đỡ nhà tôi đấy thôi. Nhưng tiếc quá, chị gái tôi không có xứng với anh. Hôm đó tôi với anh Hùng chờ dưới khách sạn. Chị vừa bước xuống, tôi chất vấn sao bố đi viện mà chị không về, thì chị lại bảo tắt điện thoại không để ý. Xong nhìn thấy anh Hùng thì chị vên mặt lên, anh đến đây làm gì? Khi nào tôi có đủ tiền tôi trả lại những gì anh đã lo cho tôi trong những năm qua. Nhưng mà nếu anh ép tôi yêu anh tiếp thì xin lỗi, tôi không có làm được. Chỉ có thể trách anh nghèo quá thôi. Lần đầu tiên trong đời tôi ra tay đánh chị gái mình. Cái tát này khiến chị ấy nổi đoá lên, định ra tay đánh lại tôi. Nhưng anh Hùng cản lại. Có vẻ anh đã hết hy vọng với chị tôi rồi. Anh chỉ nói một câu: tầm gửi thì không bao giờ tự sống trên mặt đất. Leo càng cao thì chặt đi càng đau. Anh ơi, đỉnh anh ơi, 10 điểm không có nhưng. Tôi đã muốn anh được tự do từ lâu rồi. Còn về phần chị gái tôi, cặp hết người này tới người kia, tìm nhà đầu tư phát triển sự nghiệp, sau đó đăng ảnh sống ảo như phú bà chính hiệu, khinh rẻ thế giới, cho rằng bất kỳ ai cũng chỉ nằm dưới mũi giày của chị. Bố mẹ biết hết tất cả cũng khuyên chị hết mức, nhưng mà chị ấy vẫn bỏ ngoài tai, bỏ nhà đi theo sống cùng lão đại gia kia. Cả gia đình cũng không thèm đi tìm. Ít lâu sau chị gái cuối cùng cũng quay về, khóc lóc kể rằng bản thân đã mang thai. Những vết thương trên người chị là do vợ của lão đại gia kia bắt ghen rồi thuê người tác động. Dù chị làm sai nhưng bố mẹ dù sao vẫn xót con, chấp nhận cho chị quay về. Nhưng điều tôi không ngờ đến nhất là anh Hùng cũng chấp nhận quay lại với chị ấy, trong khi tôi đang quyết định sẽ cưa đổ anh. Anh chấp nhận cưới chị và nhận đứa con trong bụng làm con ruột. Tôi thì có gì thua kém chị gái mình chứ? Sao chị ấy sai trái vậy? Chỉ cần quay đầu ai cũng tha thứ hết cho chị, kể cả anh Hùng cũng vậy. Nếu chị ấy còn làm tổn thương anh Hùng, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà cướp anh ấy đi. Nhớ mãi cái lần em bị cảnh sát giao thông bắt, anh ấy hỏi em sao không lắp gương chiếu hậu. Em cũng thật thà trả lời quá khứ của em không tốt nên em không muốn nhìn về phía sau. Thế là được cái anh ấy cũng đồng cảm với em. Anh gật gù vỗ vai bảo quá khứ của anh cũng từng bị phản bội nên anh không tha thứ cho một ai. Vậy là mình vào đồn, nộp đúng số tiền phạt theo nhà nước quy định. Lúc dắt xe về ví không còn một xu. Đang hậm hực chửi thầm trong lòng thì ông anh vừa bắt mình ra, rút ví dúi vào tay mình 200 bảo theo luật pháp thì... anh vẫn phạt, nhưng mà luật của anh thì anh không nỡ. Em cầm giúp anh nha. Ui, tiền đến đây thì ngu gì mà chối. Mình vui vẻ cảm ơn rồi cầm tiền đi về. Tự nhiên lại thấy ông anh tinh tế ga lăng tốt bụng, bắt vào đứng nắng tí cũng không sao. Chưa hết nha, về nhà còn gửi kết bạn Zalo cho mình. Mình đồng ý luôn, đẹp trai, cao ráo, nghề nghiệp ổn định, lại còn thối lại tiền phạt cho mình bằng tiền túi. Có lý nào để mình từ chối đâu. Nhắn tin qua lại xuyên ngày xuyên đêm như là quen thân lắm. Cưa mình trồng cây si trước cổng nhà mình, chó sủa khàn cả họng gần cả năm trời. Giờ ông cảnh sát hăm hăm đã thành chồng mình rồi. Anh tên là Nam, 28 tuổi. Ra đường anh là cá mập, nhưng về nhà anh là cá con nha. Cá con vừa nghe lời vừa chiều vợ. Đến tận giờ làm vợ anh rồi, em cũng không nghĩ là mình tốt số đến vậy luôn. Nói không phải khoe, nói sự thật thôi. Ai nghe mà sợ thì đi về. Thì lúc đấy mình đi lấy chồng á, mấy bà hàng xóm thối mồm hay dọa là công an họ nhậu ghê dữ lắm, đi tối ngày biền biệt đó chịu nổi không? Nó có dùi cui đó, cãi láo hả, nó cho ăn dùi cui thay cơm luôn. Mày ở nhà luyên thuyên quen miệng lấy chồng rồi tém cái mỏ vô nha. Mới có 22, 23 cái tuổi đầu đã bày đặt lấy chồng. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Chưa báo hiếu cha mẹ ngày nào, trai gọi cái rồi cưới liền. Đó, nghe tức ghê không? Mà em còn chưa trải đời nhiều. Lần đầu lấy chồng nghe mấy bà kể ngày xưa lấy chồng bị mẹ chồng chèn ép, chồng cưới về mới lộ cái tính gia trưởng, lấy chồng mất tự do. Em nghe em xón ra quần. Nhưng mà dạm ngõ cao trầu rồi, thiệp mời cả họ rồi, đành nhắm mắt đưa chân thôi. Nhớ ngày đầu sau kết hôn, nghe lời mấy bạn sớm, em dậy từ 5 giờ, mắt mở không nổi mà sợ mẹ chồng la, mẹ chồng ghét nên là mò mỏng nấu cơm trong bếp, còn không dám làm mạnh sợ cả nhà thức giấc. Đang rửa mớ rau thì mẹ chồng em lù lù đi ra, nhìn em lờm dờm, mặt chưa rửa, đầu chưa chải, đứng nấu cơm. Bà thương lắm, bà lôi em ra ghế tâm sự lúc 5 giờ sáng mọi người. Bà bảo là mẹ đã nói con về đây là con của mẹ, con mẹ chứ mẹ không phải là dâu rể gì hết. Xưa mẹ khổ với bà nội mi nhiều rồi, ai lại làm vậy với các con. Đang tuổi ăn tuổi ngủ dậy sớm nấu nướng cái gì. Nhà mình xưa giờ ngủ 8-9 giờ mới dậy. Con làm thế này vất vả rồi mất giấc mọi người. Cứ ngủ cho đã đi, dậy đi làm. Ai ăn gì thì ra ngoài hàng, vậy ha. Em sốc, thoát một. Bình thường em ở nhà với mẹ đẻ em 8 giờ mà còn nằm là mẹ chửi cho rát tai. Giờ ngủ 10 giờ chưa dậy, có khi làm đêm mỏi quá ngủ tới trưa luôn. Bố chồng còn đến tận cửa gọi ra ăn cơm. Mẹ chồng nhớ từng sở thích của em, ta nói hả trội nó đã. Chưa hết nha, bố chồng em theo Phật Pháp, tính mát như kem. Nhà em từ ngày em về làm dâu, chưa nghe ai nặng lời với ai câu nào. Bố chồng em có nói cũng chỉ toàn khuyên răng tích cực. Quần áo các con lôi thôi, ông lại đi nhặt bỏ máy giặt. Giặt sạch thì gấp chia về từng phòng, mỗi người vung vén tí, đi làm về đến nhà đúng kiểu dông bão bỏ sau cánh cửa luôn. Chồng em cũng vậy, kiểu môi trường hình thành tính cách. Bố em mát 1 thì chồng em mát 10. Nhìn chồng sáng nào cũng lúi cúi đi mua đồ ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa, em lại thấy yêu ới là yêu. Ngày xưa đọc ngôn tình cứ thích soái ca lắm tiền ngầu đét, giờ chồng mình tiền thì không nhiều, đẹp thì cũng không xuất sắc, địa vị cũng không hơn người, mà lại thấy ưng. Vừa hôm qua lướt được bài viết như này: có phúc lấy được chồng hiền còn hơn lấy kẻ lắm tiền trăng qua, ta về nâng áo chồng ta, ít tiền nhưng tốt bằng 3 chồng người. Kiếp trước chắc em tu cực dữ lắm, kiếp này mới lấy được anh Nam. Nghe mấy bà sớm nói đúng là lời mấy bà là một vực, còn chồng em là một trời. Đi làm đúng giờ, về nhà đúng quy định, sạch sẽ gọn gàng, tác phong dứt khoát và đặc biệt không uống rượu, không hút thuốc, bia nửa cốc là choáng. Vợ gọi dạ bảo vâng, có chuyện gì cũng hỏi ý kiến vợ, tiền lương bao nhiêu nộp hết cho vợ. Có hôm không xu dính túi đi làm, em đưa cho 200.000 dự bị còn bảo nhiều quá, sợ vợ hết tiền, chỉ lấy một nửa thôi. Tiền thì không có nhiều đâu, quần áo có cái mặc cũ mà sờn cả lên, nhưng mà cứ thích được ít tiền là lại ngắm xem vợ thích gì để mua. Bình thường nói chuyện với vợ ngoan lắm, vậy mà ra đường mỏ cũng hổn không thua ai. Ai mà chê vợ là nhảy dựng lên đôi co, đến thắng thì mới thôi. Đợt em mang bầu bé đầu, hôm nghe tin chồng em vui tí ngất ra đất. Đêm nào em cũng đau chân mỏi người, chồng em đi làm về đứng nắng vất vả, tối lại nặng chân nặng tay cho vợ đến gần 1 giờ sáng. Có hôm ngủ gật, vợ đuổi đi ngủ mới chịu. Vợ ngén còn bón từng thìa cháo, xúc động rớt nước mắt. Mẹ chồng em nghe đâu ăn đào con bị điếc, ăn ốc bị nhớt giải nên không cho em ăn. Mà bác sĩ của em bảo ăn ít còn tốt chứ không có xấu. Vì mẹ cấm nên tối đó mưa bão, chờ mẹ ngủ say, chồng em đội mưa đi mua trộm ốc về cho em ăn, giấu trong người. Ốc nóng đỏ rát hết bụng luôn, trông thương lắm. Rồi cả vụ thai kỳ phải ăn 3 con cá chép nấu cháo con mới thông minh. Trời ơi, thấy thôi là em đã nôn rồi, nói gì là ăn. Mẹ sợ tụi em đổ đi nên canh ở cửa, ăn hết đưa bát cho mẹ. Chồng thương em, hôm đầu còn ăn cho mà ngấy quá ăn không nổi. Hôm sau hết cách, ổng trèo cửa sổ đổ thẳng trên mái nhà, lại trèo xuống đưa bát rỗng cho mẹ báo cáo đã ép ăn hết bát. Nhìn mẹ em gật gù tin mà em mắc cười quá trời. Tóm lại là chỉ cần vợ nói thích, chồng em sẽ cố chiều, còn nói là nếu không thích là chồng em là sẽ sút một phát ra khỏi đời em luôn. Từ lúc yêu đến lúc cưới, hai đứa em chưa một lần nói câu chia tay nha. Nếu cự cãi cũng chỉ có chồng em khóc, dù lớn tuổi hơn em, vì nhường nhịn em quá mà. Còn em giận là hay nói mấy lời chanh chua, thương ổng quá nên em tự tu khẩu, giờ bớt bớ rồi. Tháng vừa rồi em xin em bé nè, chồng em ngóng con mà chuẩn bị đồ đi xin trước đó cả tháng trời. Lâu lâu lại đem đồ của con và bình sữa ra ngắm rồi tập pha. Lên mạng học bế con nè, học về các tuần khủng hoảng rồi phương pháp nuôi con. Tính ra còn khéo hơn em nữa. Nhìn chồng tối nào tan làm về cũng ăn cơm mau mau rồi vào tiền lớp tiền thai sản học mà em mắc cười. Cô giáo còn khen chưa có ông bố nào mà học lớp mà nhiệt quyết như vậy. Ngày con em chào đời, chồng em còn khóc to hơn cả con em. Chẳng đón tay con gì hết, cứ đứng ở cửa phòng sinh nói vọng vào cảm ơn vợ. Mà em tưởng đâu chồng em sốc quá ngố luôn. Suốt những tháng ở cữ, ngoài lúc vắt sữa và cho con ăn, từ lúc tắm con đến thức đêm chăm con, một tay chồng em lo hết. Mẹ em bảo cả đời mẹ, thằng Nam là người đàn ông đầu tiên mà mẹ thấy nó yêu vợ, yêu gia đình như vậy. Thứ quý giá nhất thì phải biết trân trọng, nhún nhường nhau, giữ gìn hạnh phúc của mình. Cứ cái tính mày cứ choang choác là mẹ cho về ngoại lâu rồi. Nghe mẹ nói thì buồn cười nhưng mà đúng thiệt. Chồng em chiều quá đâm ra nhiều khi em cũng hơi quá phận, nhưng mà vẫn kịp thời nắn chỉnh mình. Bởi vì hôn nhân muốn dài lâu thì vợ chồng phải tôn trọng nhau, dù chồng mình có yêu mình như nào đi nữa. Kể ra vừa khoe chồng, vừa để cho hội chị em biết được trên đời vẫn còn tồn tại những của hiếm như này, chứ không phải là hoàn toàn mất niềm tin như mấy ca tương tác trên báo đâu. Chị em ta cứ yên tâm mà yêu đi, có số hết rồi. Còn ai mà chưa có người yêu thì mình đá vía cho nha. Chúc chị em nghe được tâm sự này của mình sớm tìm được bến bờ hạnh phúc nha. Có bồ dễ như trở bàn tay, các bạn có tin không? Không tin thì để Mỹ nói cho mà nghe. Tết năm nay Mỹ có bồ rồi nha. Tuyệt vời ông bà trời luôn. Chào mọi người, mình là Thảo, 20 tuổi. Mình có người yêu rồi đó nha. Người yêu mình tên Kiên và cũng là crush 3 năm cấp 3 của mình luôn đó. Chuyện là vào sinh nhật năm 19 tuổi của mình có rủ mấy đứa bạn cấp 3 của mình đi nhậu. Mình muốn kỷ niệm một buổi thật chơi bời nên là mình đã chọn địa điểm chính là quán nhậu. Nhưng có phòng riêng đàng hoàng nha mọi người. Hôm đó là hội chúng mình có 6 đứa con gái với nhau thôi. Nhưng mà uống khỏe phết, đứa nào cũng ngà ngà say luôn. Các bạn cũng biết uống mà không chơi thì quả thực quá phí phạm luôn ấy. Nên là chúng mình chơi thật thách thôi. Tưởng chơi nhiều rồi quen nên là mình tự tin chọn thách thì tụi nó như bắt được đứa làm trò tiêu khiển. Bắt mình qua phòng bên cạnh để tỏ tình với một anh trai. Chỉ cần nói lần đầu gặp anh em thật sự rất thích, chúng mình kết bạn giao lưu nha anh. Mình nghe thấy hơi khoai rồi nên là đã xin uống phạt. Nhưng mà cuộc đời thường trớ trêu mà, lượt phạt của mình đã hết mất rồi, phải làm thôi. Mình lấy hết can đảm uống hết ly bia tươi trên bàn rồi chạy sang phòng bên cạnh. Dưới sự giám sát của lũ hống hớt đó, mình gõ cửa lịch sự rồi chạy vào. Thường người say thì rất can đảm, mọi người hiểu không? Mặt mình tươi cười đầy hãnh diện. Ở đây anh nào đẹp trai nhất, xin hãy giơ tay lên giúp em ạ. Tất cả các anh trai trong phòng đều im lặng, kiểu bị ngạc nhiên á. Mình thì lúc đó có biết ngại với biết liêm sỉ là gì đâu. Cứ thế nhìn mọi người rồi tự biên tự diễn. Thôi, mấy anh khỏi cần giơ tay. Em thấy người đẹp trai nhất đây rồi. Anh ơi, em muốn nói với anh điều này. Chỉ cần nói lần đầu gặp anh em thật sự rất thích. Chúng mình kết bạn giao lưu nha anh. Rượu bia đúng là hư người mà. Các anh trong phòng nghe thấy mình nói thế thì hưởng ứng nhiệt tình lắm. Cứ bảo anh ấy đồng ý đi các kiểu. Mình thấy được ủng hộ thì tinh thần nâng cao. Lôi sẵn điện thoại ra chợ đấy nhập số. Nào có ngờ anh trai nhìn mình rồi từ tốn. Thảo này, anh tưởng anh và em trên mức tình bạn rồi chứ. Thế mà hôm nay em còn muốn quen biết lại với anh. Anh thấy tổn thương đấy. Nghe xong mình giật mình nhìn mặt anh trai. Ô, sao lại là anh Kiên người mình cờ rớt suốt 3 năm cấp 3 vậy trời? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Mà đúng người đúng thời điểm vậy. Quá nhục nhã, quá xấu hổ. Mình đưa tay lên che mặt. Em nhầm, em xin lỗi, coi như em chưa nói gì nha, em chào các anh. Mấy đứa bạn được một phen cười điên dại, mình thì vừa uống thêm rượu vừa khóc như chó. Sáng hôm sau mình lên trường, đang đứng ở sân trường bơ vơ đợi bạn, thì mấy anh trai hôm qua, bé hôm qua chọn người đẹp trai nhất tỏ tình đây mà. Sao nào, đã giao lưu được gì với thằng Kiên chưa? Ôi trời ơi, các anh cứ coi em như người xa lạ được không? Em đủ nhục rồi, trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ thế thôi. Nhưng mà vẫn cười nhạt rồi chạy đi chỗ khác. Cả tuần hôm đó mình không dám nhắn cho anh Kiên một tin nào vì nhục mọi người. Tại sao cứ trước mặt crush là mình lại trong tình trạng xấu ma chê quỷ hờn hoặc là quê độn thổ vậy được ta? Rồi một ngày không mấy đẹp trời nữa lại đến. Hôm đó chị cùng phòng mình có rủ mình lên ba tia trai. Bởi vì bà ấy mới chia tay bồ, mình cũng ok. Lên ba là đồ phải khác đi học đúng không? Mình được chị cùng phòng đập vào mặt 5 triệu với lời thách thức. Mày làm chị vui đi. Chị muốn mày qua gạ ông kia. Mày gạ được thì 5 triệu này của mày. Ý chị là gạ xin thông tin chứ không phải là ấy đâu nha. Lựa lựa mà làm. Có tiền thì chẳng làm vội. Được cái mặt mình cũng dày dày đó. Bởi thế nên mình đi qua. Ly rượu trên tay, ánh mắt đầy tình bắn té lửa. Mình học mấy chị gạ trai trên phim Hàn mà thấy cũng ok lắm nha. Đang đứng cong mông ưỡn núi về phía anh trai thì một người nam khác xuất hiện. Cháu chào chú đợi cháu lâu chưa thế? Ô, Thảo hả em là bạn của chú anh à? Trùng hợp vậy. Một tiếng chú, hai tiếng chú đã đập vào tai mình ngơ ngác chỉ lại. Đây là chú, đây là cháu. Anh Kiên nhìn mình rồi gật đầu. Mình vội vàng cúi xuống. Cháu chào chú, cháu không biết chú là chú của anh Kiên. Cháu thất lễ quá, cháu xin phép tự phạt ly này rồi đi về. Chúc hai người buổi tối vui vẻ ạ. Đang xách váy chạy về thì chú của anh Kiên lại liên tục dí mình là chú anh ấy cũng ok lắm. Nhìn mình lại rất đúng gu của chú anh ấy nữa. Mình không biết phải làm sao, đành cười trừ rồi chạy đi thôi. Đến lúc muộn hơn là mình cũng ngà ngà say rồi. Hai chị em xách giày đi ra khỏi quán bar bắt taxi về thì anh Kiên nắm lấy tay mình. Taxi của hai chị đây rồi, mời hai chị lên xe. Chúng mình có nhìn rõ ai với ai nữa đâu, cứ thế lên xe mà đi thôi. Trên xe mình lại làm trò con bò tiếp mọi người ạ. Chị cùng phòng thì khóc vì thất tình, mình thì chửi anh Kiên thế lọ thế chai rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy. Được rồi, anh Kiên không nhận ra tình cảm của mình thì mình sẽ là thím anh ấy cho anh ấy khỏi nói luôn. Hơ, anh nghĩ anh giỏi lắm hả Kiên? Rồi anh cũng sẽ thành cháu em thôi. Cái độ kém cỏi khi không nhận ra tình cảm của người ta. Đáng ghét nha, chú tài xế nha. Chú tài xế cũng gật đầu rồi cười. Còn mình và chị cùng phòng cứ chửi lên chửi xuống cả chuyến đi. Đến sáng hôm sau mình ra ban công hít thở không khí thì nhìn thấy anh Kiên đang đứng dưới nhà vẫy vẫy tay. Mình dụi mắt mấy lần vẫn thấy anh ấy đứng đó. Mình chạy xuống thì anh Kiên chỉ đưa cháo rồi nói: cái đồ kém cỏi đến đưa cháo cho em đây. Em nên suy nghĩ kỹ là làm bồ hay làm thím của anh. Anh thấy anh cũng đáp lại em, mà sao em không thấy điều đó nhỉ? Xịt keo nha mọi người, cứng ngắc luôn nha. Mình cầm bát cháo gọi anh Kiên xoa đầu rồi bỏ đi luôn. Ủa chuyện gì vậy? Ý là tỏ tình đó hả mọi người? Mấy nay anh Kiên vẫn đang nhắn tin cho mình nhiệt tình lắm. Bờ hỏi mình là đã suy nghĩ xong chưa thì trả lời đi. Anh ấy đợi hơi lâu rồi. Mọi người có thật không? Tán tỉnh mãi không đổ, làm trò con bò 2 lần là được tỏ tình. Khó tin quá. Hay cứ đồng ý đi nha. Chứ mình thích bỏ mẹ rồi đây. Cứ tưởng là ngôn tình máu chó chỉ có trong phim thôi. Hay lớn lên đi làm mới gặp. Thế mà ở trường đại học cũng đầy rẫy, còn ly kỳ lắm các bác. Chuyện là em đang là sinh viên năm tư trường đại học X, em cũng chăm tham gia đoàn hội nên giờ đang là thành viên của liên chi đoàn khoa. Hôm vừa qua em mới được đương sự trong câu chuyện drama tình ái kể cho nghe. Nghĩ lại vẫn không hiểu được tại sao một thằng con trai bắt cá 2 tay tồi tệ đến vậy mà bồ nó vẫn không chịu chia tay. Để mà nói bắt đầu thì phải kể từ năm ngoái. Trong liên chi đoàn em có một nhóm 6 đứa chơi rất thân với nhau gồm Hoàng, Phúc, Tùng, My, Lan và Tuyết. Hoàng và Phúc học chung lớp, trước khi tham gia vào liên chi đoàn chơi rất là thân với nhau, ăn ngủ cùng nhau luôn mà. Hoàng vào liên chi đoàn trước, lên đến tận chức trưởng ban thể thao, sau đó rủ Phúc cùng vào liên chi đoàn coi như là bạn bè cùng nhau làm việc, để thân càng thêm thân. Phúc cũng đồng ý ngay. Phúc là một người rất có tài ăn nói, lại rất biết diễn nên ban đầu ai ai cũng nghĩ Phúc chăm chỉ thật thà, chịu khó làm việc. Các anh chị và thầy cô cũng hết lòng tin tưởng đề bạt Phúc và định để Phúc năm sau lên làm trụ cột dẫn dắt liên chi đoàn. Nhờ tài ăn nói của mình, Phúc kết thân với các thành viên trong liên chi đoàn khác là Tùng, My, Lan và Tuyết, tạo thành một tổ đội bạn bè có nhau, phải gọi là quyền lực trải dài khắp liên chi đoàn. Sau một thời gian làm việc, bản chất của Phúc lộ ra, ỷ vào việc được các anh chị tin tưởng, Phúc chỉ là một cộng tác viên, là chỉ tay 5 ngón ra lệnh cho các ủy viên trong ban làm, còn bản thân tự cao tự đại cho rằng kiểu gì mình cũng lên làm phó bí thư nên không chịu làm công việc của cộng tác viên nữa, bắt đầu muốn đẩy Hoàng ra để lên thay vị trí của Hoàng. Sự bất mãn của Phúc với Hoàng diễn ra vào ngày tháng 3, khi liên chi đoàn có sự kiện team building cắm trại qua đêm. Lúc bấy giờ Phúc và Vi cũng là thành viên của liên chi đoàn, đang trong mối quan hệ mập mờ, suốt ngày anh em, tối cắm trại đó Vi còn nhảy với Phúc, rồi uống say gối chân lên Phúc ngủ mà. Mấy đứa tụi em đều nghĩ vậy là Vi với Phúc thành một cặp rồi, ai ngờ đâu 1 tháng sau, thấy Phúc và My công khai hẹn hò. Nhưng mà chuyện không chỉ có vậy, hồi sau chính Phúc kể với em bảo là sau hôm đó Vi nhắn tin hỏi han, cũng có ý định muốn tiến thêm một bước làm người yêu, nhưng mà Phúc từ chối. Phúc bảo chỉ là xem Vi là em gái, quan tâm chăm sóc thôi, rồi không nhắn tin nữa. Sau đó thì Vi vẫn muốn tiếp tục, thấy nhắn với Phúc không được nên sang hỏi han tình hình của Phúc bên Hoàng, không biết nhắn với nhau thế nào. Vài tháng sau Hoàng với Vi lại thành mập mờ của nhau luôn. Chuyện này vô tình bị Phúc thấy được, rồi Phúc đùng đùng chửi Hoàng, sao mà mày có thể mập mờ với người từng tỏ tình với tao được, mày làm vậy có xem tao là bạn không? Hoàng đang ngơ ngác cũng hỏi lại, hồi trước mày từ chối Vi, bây giờ mày cũng có bồ là My rồi, tao với Vi nói chuyện với nhau được có làm sao, tao cũng đâu có cướp bồ của mày hay là yêu lại bồ cũ của mày đâu. Thế mà Phúc giận rồi bỏ đi luôn các bác. Hai đứa chưa trở mặt nhưng mà Phúc ghim Hoàng, bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt thì vẫn chơi với Hoàng, còn sau lưng đi nói xấu Hoàng khắp nơi. Gặp chuyện gì làm chung cũng bỏ qua lời Hoàng tự ý làm, trong khi Phúc đang là cấp dưới của Hoàng. Các bác tưởng chỉ có thế thôi hả? Đó là khúc dạo đầu thôi. Bây giờ câu chuyện mới vào chuyện chính nè. Sau vụ này, nhờ khả năng ăn nói của mình và mà Phúc đã lừa gạt được bạn bè, khiến nhóm 6 người cô lập và tách Hoàng ra khỏi nhóm. Nhưng mà Phúc lừa được bạn bè, chứ đâu có lừa được các anh chị có kinh nghiệm và thầy cô. Mọi người nhận ra Phúc chỉ là một đứa nói được nhưng không làm được gì cả. Thế là định loại Phúc khỏi liên chi đoàn, nhưng mà Phúc đã giả tâm lớn, muốn lên làm phó bí thư nắm quyền, nên dẫn dụ bạn bè đưa Phúc ra thì tất cả cũng ra khỏi liên chi đoàn. Lúc này liên chi đoàn thiếu người lắm các bác, tại anh chị tốt nghiệp phải ra, nhóm kia mà cũng ra hết thì nguy to. Mấy đứa nó ỷ vào đó nên tạo sức ép, còn đăng story dằn mặt nữa mà. Thế là cuối cùng mọi người cũng đành để Phúc ở lại, nhưng mà không để Phúc lên làm phó bí thư, thay vào đó là một chị có kinh nghiệm hơn. Mấy đứa nó lúc đó phải gọi là tinh thần đoàn kết dâng cao, như kiểu hiệp lực cùng chống ngoại địch. Bé Tuyết còn nói thẳng với em là nó chỉ công nhận một mình Phúc là phó bí thư thôi nữa mà. Cứ tưởng tình bạn này sẽ kéo dài lâu, ai mà ngờ tức cũng có lúc đổ vỡ. Phúc đã có một cô người yêu xinh đẹp giỏi giang là My, còn tư tưởng bạn thân của My là Tuyết. Nhóm bạn thân ra bộ mặt thật của Phúc khi mà vào một đêm nọ, Phúc hẹn Tuyết ra biển uống nước mía nói chuyện. Tuyết vô tư đồng ý luôn. Thế là Phúc sang tận nhà đèo Tuyết đi. Phúc tâm sự với Tuyết về áp lực của mình. Tuyết ngây thơ hỏi rằng sao không rủ My theo, mấy cái này nên để My an ủi chứ. Phúc chỉ bảo là tối nay My bận đi học tiếng Anh mà buồn quá nên muốn có người nói chuyện. Tâm sự một hồi rồi Phúc mới bảo với Tuyết, ở trên chỗ tao có một bà thầy linh lắm, nói gì cũng đúng. Bà bảo với tao là khi tao vào đại học, tao sẽ quen được một người mà chính người đó sẽ dẫn tao đến với tình yêu đích thực của tao. Tuyết ngu ngơ nói luôn, thì bây giờ mày gặp được My đó còn gì, vừa giỏi vừa đẹp nhất mày rồi. Phúc nhìn Tuyết một hồi lại nói, không phải My, My chỉ là người dẫn tao đến với tình yêu thật sự thôi. Tao nghĩ mày mới là người đó. Bây giờ Tuyết mới vỡ lẽ, đang bối rối không biết làm sao. Thế mày nói chuyện này cho My nghe chưa? Mày làm như này tao với My biết làm sao? Tụi tao là bạn thân, mày làm vậy mà coi được hả? Phúc đáp ngay lại, My đâu có quan trọng, nếu mày đồng ý làm người yêu tao thì mọi chuyện còn lại để tao lo. Tao sẽ chia tay My ngay lập tức. Tao cảm thấy rất nhẹ nhõm khi lúc trước ngăn chặn mày với Hoàng đến với nhau. Bây giờ Tuyết mới nhớ ra, trước đây Tuyết nghe lời Phúc chia tay Hoàng vì tin Phúc bảo Hoàng trăng hoa, sợ bị lừa gạt nên không chấp nhận tìm hiểu tiếp với Hoàng, còn block Hoàng. Tuyết nghe đến đây bỏ về ngay lập tức. Hôm sau Tuyết hẹn My và các chị em ra quán cà phê, kể hết chuyện hôm qua cho My nghe, khuyên My chia tay với Phúc vì bạn mình quen phải một thằng tồi. My sau khi nghe chuyện cũng thú thật, tao cũng nhận ra Phúc đối xử với tao không tốt mẹ. Bao giờ cãi nhau cũng là tao xin lỗi trước, Phúc không bao giờ nhận sai, rất gia trưởng, để tao suy nghĩ nha. Tuyết đáp lại ngay, nghĩ gì nữa, loại như này chia tay ngay đi chứ. My cũng đồng ý, làm cả hội chị em tưởng thế là xong, trai tồi thì nên bị tẩy chay, còn bàn nhau lan tin này cho mọi người biết. Ai ngờ tối đó về, không biết Phúc với My nói chuyện sao. Hôm sau thấy hai đứa đăng story khẳng định yêu đương thắm thiết, cùng nhau vượt qua chông gai. Phúc còn nhắn tin dằn mặt Tuyết, tao nói với mày là vì tao thích mày, mày không đồng ý thì thôi, mắc gì đi kể. Mà mày coi kể thì được gì, bây giờ tao với My vẫn là người yêu đó thôi. Tuyết liền sang nhắn tin hỏi My, My chỉ bảo là bây giờ ai cũng quay lưng với Phúc, tao cũng chia tay thì Phúc phải làm sao? Ôi rồi các bác ơi, không biết Phúc có bỏ bùa gì My không, mà chuyện đến thế này vẫn yêu đương tiếp được. Giờ trong liên chi đoàn em đúng kiểu Phúc và phần còn lại của thế giới, ai cũng ghét Phúc ra mặt, đáng đợi cái thằng đàn ông tồi tệ. Chả biết sắp tới My có nghĩ thông mà chia tay Phúc cho cuộc đời tươi đẹp hơn không nữa.